tế đã lo sợ tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh sẽ sản sinh ra ngày càng nhiều các siêu vi khuẩn, đến mức chúng ta không kịp sản xuất thuốc để chống lại chúng nữa. Điều này có nghĩa là con người đang và sẽ chết dần chỉ vì những bệnh lây nhiễm đơn giản như lao phổi, uốn ván, nhiễm trùng. Chúng ta đang có nguy cơ cao phải đối mặt với kỷ nguyên hậu thuốc kháng sinh. Xin kính chào quý vị khán giả. Điều gì sẽ xảy ra với loài người khi siêu vi khuẩn có khả năng kháng lại mọi loại thuốc kháng sinh đã xuất hiện? Một câu hỏi mà chưa ai dám trả lời, bởi ngay trước khi loại siêu vi khuẩn này xuất hiện, trung bình mỗi năm hiện nay có khoảng 700.000 người chết do bị kháng thuốc kháng sinh. Và tới năm 2050, con số này sẽ là khoảng 10 triệu người. Nó nhiều hơn cả số người chết mỗi năm do ung thư. Còn với chúng ta, hiểu một cách đơn giản, với một vết thương bị nhiễm trùng, chúng ta chỉ cần một vài viên thuốc kháng sinh như thế này để chống nhiễm trùng. Thì với tình trạng nhờn thuốc kháng sinh, chúng ta sẽ phải bỏ ra ngày càng nhiều tiền để mua rất nhiều thuốc kháng sinh và cần nhiều thời gian điều trị hơn, nhưng hiệu quả lại rất hạn chế. Vậy thói quen sử dụng thuốc kháng sinh của quý vị là gì ạ? Liệu có phải quý vị đang gặp phải tình trạng kháng thuốc kháng sinh hay không? Hãy cùng nán lại trong 10 phút tới đây để có câu trả lời cho riêng mình. Tôi Thu Hương của Chuyển động 24 giờ. Về mặt lý thuyết, hẳn ai cũng biết việc lạm dụng thuốc kháng sinh có thể dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh hay còn gọi là nhờn thuốc. Thế nhưng lạm dụng đến độ trở thành người bệnh thì không phải ai cũng có thể hình dung ra được. Thuốc kháng sinh dùng để chữa bệnh nay lại biến chúng ta thành con bệnh. Trong khi nhiều người chưa ý thức được thực trạng này, thì hiện nay nó đã và đang diễn ra hết sức phổ biến tại Việt Nam. Phổ biến đến độ nếu ghé thăm một bệnh viện bất kỳ, quý vị đều có thể tìm thấy một khu vực riêng để dành điều trị các bệnh nhân bị kháng kháng sinh. Buồng cấp cứu dành riêng cho những bệnh nhân kháng thuốc kháng sinh dạng nặng. Nhà ông Quỳnh phải chuyển từ bệnh viện tuyến huyện đến trung ương. Thời gian nằm viện trị bệnh tính bằng tháng. Cũng bởi con trai ông đã kháng hàng chục loại thuốc kháng sinh. Trường hợp của cháu thì theo bác sĩ nói là kháng thuốc. Bệnh nhân này là uống nhiều thuốc quá sợ. Đấy, mà tuyến huyện cũng đã uống rất nhiều kháng sinh. Khó để tìm được loại thuốc điều trị, tỷ lệ tử vong cao. Thời gian điều trị kéo dài, chi phí lớn. Thế nhưng số lượng bệnh nhân kháng thuốc kháng sinh lại có xu hướng tăng cao. Những năm trước thì những ca bệnh mà kháng kháng sinh thì không nhiều lắm, nhưng hiện tại thì tại bệnh viện thì thường xuyên gặp những cái ca bệnh kháng kháng sinh, và không những chỉ kháng một loại kháng sinh mà kháng rất nhiều kháng sinh, mà thậm chí là kháng cả những cái kháng sinh mà rất là quý, rất là hiếm và rất là đắt. Trong khoảng 10 năm trở lại đây thì tình hình kháng kháng sinh là được gia tăng rất rõ rệt. Theo Bộ Y tế, trong khi các quốc gia trên thế giới đang còn sử dụng kháng sinh thế hệ 1, thì Việt Nam đã sử dụng kháng sinh tới thế hệ 3 và 4. Đặc biệt, ở khu vực phía Bắc, có đến 88% nhà thuốc thành thị và 91% nhà thuốc ở nông thôn bán thuốc kháng sinh không có đơn. Tại các nhà thuốc tư, mua bán kháng sinh không được quản lý. Bất cứ ai, tôi hay bạn đều có thể đến hiệu thuốc, mua thuốc mà không cần đến đơn của bác sĩ. Điều này không thể được chấp nhận, bởi mua thuốc kháng sinh không có chỉ dẫn của bác sĩ, họ có thể mua phải kháng sinh không phù hợp, hoặc có thể họ không cần dùng đến kháng sinh, hoặc họ có thể dùng thừa hoặc là thiếu liều. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ kháng với kháng sinh carbapenem, nhóm kháng sinh mạnh nhất hiện nay tại Việt Nam, đã lên đến 50%. Vâng, không khỏi xót xa cho những bệnh nhân đang bị kháng thuốc, từng ngày đấu tranh với bệnh tật mà chưa tìm được thuốc chữa. Nhưng đâu chỉ có những người bệnh mà chúng ta vừa thấy. Ở Việt Nam hiện nay, cứ 2 người lại có một người kháng với carbapenem, một trong nhóm kháng sinh mạnh nhất hiện nay. Điều này đồng nghĩa số người kháng kháng sinh hiện quá cao. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến thực trạng này? Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từ chính những người cần đến thuốc kháng sinh. Mình phải là tự mình uống. Chứ còn nhà thuốc thì người ta cho mình uống nhẹ hơn. Chứ còn theo bác sĩ chỉ dẫn thì không phải đâu. Thường hay bị các bệnh cảm cúm ấy, thì hay mua mấy thuốc kháng sinh bình thường thông dụng. Thói quen thì là đi ra mua về uống thôi, chứ còn cũng chưa biết là cái tác hại của cái việc dùng thuốc kháng sinh nhiều thì nó nhờn. Cứ 10 người được hỏi thì 5 người khẳng định tự mua thuốc kháng sinh mà không theo chỉ định của bác sĩ. Chẳng cần biết tên thuốc, cứ có bệnh là uống kháng sinh. Tự uống thuốc, nếu không khỏi rồi mới tới bác sĩ khám. Một nghịch lý nay lại trở thành một thực tế đáng báo động ở Việt Nam. Gia đình chị Nguyễn Thị Yến,
thuốc để ngay trong bếp. Theo chị là để dễ thấy, dễ lấy sử dụng. Nhưng số thuốc này lại là số thuốc còn lại sau nhiều lần chị tự ý dừng thuốc giữa chừng khi thấy khỏe hơn. Uống thì cứ đỡ thì khỏi thì là thôi chứ không uống hết. Chị Yến chỉ là một trong số hàng triệu người Việt Nam tự ý dừng thuốc không theo chỉ định. Thì thứ nhất là bệnh nhân có thể bị tái phát lại. Nghĩa là bệnh nhân sau khi vài ngày hết sốt, bệnh nhân có thể tái phát bệnh trở lại và bệnh nhân sẽ bị bệnh nặng hơn. Thứ hai là bệnh nhân cũng có thể là qua được cái đợt bệnh đấy, nhưng những cái vi khuẩn của người bệnh đó có thể là kháng kháng sinh. Ở những lần sau bệnh nhân dùng cái thuốc đó thì nó không còn hiệu lực nữa. Vậy là thay vì giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, việc sử dụng kháng sinh không đúng liều, không đúng thời gian, không đúng bệnh, làm cho thuốc mất tác dụng. Người ta vẫn gọi là nhờn thuốc. Quá trình điều trị sẽ không hiệu quả và bệnh càng nặng hơn. Thói quen sử dụng thuốc kháng sinh tùy tiện của người bệnh là nguyên nhân gây ra tình trạng kháng kháng sinh. Tuy nhiên tình trạng này còn có một nguyên nhân khác nữa. Đó là sử dụng nguồn thực phẩm chứa dư lượng kháng sinh cao. Việc chúng ta ăn phải những loại thực phẩm đó khiến kháng sinh mỗi ngày lại tích tụ trong cơ thể. Và điều đáng tiếc là tại Việt Nam, 100% trang trại nuôi gà và lợn khi được khảo sát đều có tình trạng lạm dụng kháng sinh với vật nuôi. Tủ dự trữ sẵn đủ loại thuốc kháng sinh ngay trong nhà. Thuốc kháng sinh được sử dụng ngay cả khi con gà vẫn khỏe. Khi mà nó không bị bệnh thì theo ký hiệu của người ta làm này thì mình cứ dùng một mini là 2 lít nước. Còn khi vật nuôi bị ốm thì mỗi người chăn nuôi đều tự phong cho mình là một bác sĩ, tự chẩn đoán bệnh, tự kê loại kháng sinh, tự quyết định cả liều lượng. Đôi khi cái bao bì nói như thế nhưng mà uống cái trọng lượng của nó có thể là không khỏi được đâu, nó phải tăng hơn nữa. Hướng dẫn sử dụng thuốc chẳng còn mấy ý nghĩa khi những người chăn nuôi này dùng kháng sinh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Thú y thì chỉ một phần thôi, còn chủ yếu là mình cho uống nhẹ nhiều quá thì nó lâu khỏi, thì mình phải cho uống nặng thêm tí thì nó khỏi nhanh. Dùng kháng sinh là một thói quen. Đương nhiên, việc mua bán kháng sinh cũng vô cùng thoải mái, ngay cả với những loại thuốc kháng sinh trong danh mục hạn chế sử dụng trong chăn nuôi. Đây, tôi tin đây. Cái tờ chả có giấy mác biết à? Không, đây hàng nguyên liệu. Biết thế nào là hàng nguyên liệu không? Không. Hàng nguyên liệu là chưa pha chế, là tinh, 100%. Nguyên liệu kháng sinh tinh chưa qua pha chế theo quy định chỉ được bán cho các doanh nghiệp thuốc thú y để sản xuất thuốc. Thế nhưng nó vẫn cứ vô tư được bán trực tiếp cho người chăn nuôi. Không chỉ vậy, kháng sinh được sản xuất từ các cơ sở không đạt chất lượng, từ nước màu các loại, không bao bì, không nhãn mác, không thành phần xuất xứ, tới các loại phụ gia trong các túi bột không tên. Chính lãnh đạo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thừa nhận không thể kiểm soát việc kháng sinh ngoài quy chuẩn và không đạt chất lượng lưu hành trên thị trường. Ngành thú y chưa làm được, đến ngành y tế cũng còn chưa làm được cái chuyện mà kiểm soát kháng sinh, kê toa thì bên thú y là cũng chưa kiểm soát được. Người chăn nuôi thì vô tư sử dụng thuốc kháng sinh, nhưng liệu có bao nhiêu người trong số họ biết được 1/4 loại thuốc thú y đang được lưu hành trên thị trường là kém chất lượng? Kháng sinh đang được sử dụng rất tùy tiện, thậm chí đến mức lạm dụng trong chăn nuôi như quý vị vừa thấy. Nhưng người tiêu dùng Việt Nam chúng ta lại chẳng có cách nào nhận biết được đâu là con gà, con lợn bị tồn dư kháng sinh, bởi lẽ toàn bộ mảng kiểm nghiệm tồn dư kháng sinh trong thực phẩm đang bị bỏ ngỏ. Trong 4 tháng đầu năm nay, chỉ chưa đến 2% tổng số lô hàng thủy sản xuất khẩu là được kiểm tra dư lượng kháng sinh. Thế nhưng quý vị biết không, đây lại là loại sản phẩm được kiểm tra dư lượng kháng sinh nhiều nhất. Và trong một cuộc kiểm tra kéo dài từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, thì cơ quan chức năng cũng đã phát hiện gần 1.700 mẫu rau, củ, quả, thịt, cá có chứa chất cấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh vượt mức cho phép. Kiểm tra dư lượng kháng sinh mới chỉ như muối bỏ bể, bởi thế không khó hiểu tồn dư kháng sinh trong thực phẩm chính là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh hiện nay. Và để có một loại thuốc kháng sinh như thế này, các nhà khoa học phải mất khoảng 30 năm mới có thể bào chế thành công. Nhưng để gây nên tình trạng kháng lại những viên thuốc kháng sinh này thì chỉ mất một thời gian rất ngắn khi chúng ta không sử dụng đúng hướng dẫn và quá lạm dụng. Chính vì thế, để chống lại tình trạng kháng kháng sinh cần xuất phát từ ý thức của mỗi người. Khi bị ốm, không tự ý sử dụng thuốc. Thuốc kháng sinh không chữa được các bệnh gây ra bởi virus như cảm lạnh hay cảm cúm. Chỉ sử dụng kháng sinh theo đơn của bác sĩ.
uống đúng liều. Luôn luôn dùng đủ liều kháng sinh, kể cả khi đã cảm thấy đỡ hơn. Không chia sẻ thuốc kháng sinh, ngay cả với người thân. Rửa sạch tay để ngăn ngừa lây nhiễm vi khuẩn, tránh việc dùng đến thuốc kháng sinh. Như vậy là trước khi đặt hy vọng vào các loại kháng sinh mới mà các nhà y khoa bào chế được, chúng ta hãy nghĩ đến loại kháng sinh mà trong chúng ta ai cũng có, đó chính là sức đề kháng của cơ thể và sự cẩn trọng khi sử dụng thuốc, bởi đây chính là cách hiệu quả nhất giúp chúng ta chống lại những vi khuẩn đang biến đổi từng ngày.